mặn nhạt tại tâm. Thông thường lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn, nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời, rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước, cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ, tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn, sáng suốt một chút nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Tâm ít tham cầu, khổ tự nhiên sẽ giảm đi. Miệng ít nói lời vô nghĩa, họa tự nhiên sẽ giảm đi. Bụng ít ăn đồ độc hại, bệnh tự nhiên sẽ giảm đi. Lòng ít suy nghĩ điều rối rắm, nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi. Tình thương thì không có nước mắt, hiểu rồi thì không cần nhiều lời. Duyên đến nên trân trọng, duyên hết thì buông tay. Cuộc đời vốn là không, mỉm cười nhìn đời và người, an nhiên ngắm mặt trời mọc rồi lặng, tự tại nhìn hoa nở rồi tàn, thì bụi trần vướng vào đâu, người phiền được chỗ nào. Chấp nhận sự tương đối. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến, cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi, còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được, sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh. Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi, bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc liền gấp rút tìm người thay thế, bác sĩ sợ bạn không đủ tiền vừa kê toa thuốc vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì, ngọt bùi cay đắng buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyện thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyển khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề. Như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa,
chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Có khi công thành hiển đạt giúp mình hưng phấn tự tin, đôi khi bị đời phụ bạc thương người lẻ bóng chênh vênh. Lắm khi đường đời thất bại giữ mình nhẫn nại khiêm cung, bao lần thương đau nếm trải để lòng độ lượng không cùng. Hãy cảm ơn những mùa đông thấu hiểu tình người ấm lạnh, tạ ơn những lúc hạ nồng có hạt mưa về lấp lánh. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Đồng thanh tương ứng. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đạt. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Để cuộc sống ý nghĩa hơn. Ở đời có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận, có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay, một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi, một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết, một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa, một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục, một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thật sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày cũng không có ý nghĩa. Người ta thường nói phải đến khi mất đi chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngờ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau,
không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa, những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội để tâm tình mở lối biết khoan dung, nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương mong trải đến vô cùng. Suy nghĩ nhiều để làm gì? Làm người suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi, suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung, chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc. Vậy nên đừng lãng phí. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi, nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gặp ghềnh, biến sự đả kích thành động lực, xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đau không chỉ có mình bạn, ai cũng phải vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện, ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng. Như mây trời phiêu lãng, cảm xúc đến rồi đi, em không là cảm xúc, cớ sao lòng lâm ly. Khi buồn như giọt nắng mong manh rơi cuối chiều, buồn đến đi rất vội, sao mang hồn cô liêu. Bạn có đủ bản lĩnh bước ra xã hội? Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy nghiêm khắc thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đoái hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình, bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Nên đau khổ phải cố nuốt xuống, nước mắt lưng tròng cũng phải che giấu đi, mệt mỏi vất vả gắng chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cay đắng ngọt bùi, không trải nghiệm cuộc sống
Sao hiểu hết tình đời đen bạc? Không gặp chuyện buồn vui, sao nhìn thấu thật giả lòng người? Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đãi, ai chẳng mong hạnh phúc đông đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc. Vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ, liền bị xếp vào nhóm lạc hậu. Ta yếu đuối một chút, lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải, tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên, có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội. Ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Chuyển đổi góc nhìn. Trong phép cư xử cũng nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Làm việc nên có sự cảm thông. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau. Phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó, bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai người giao lưu với nhau, trạng thái tốt nhất là: bạn hiểu sự nhiệt tình của tôi, dù khó khăn bao nhiêu vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Tôi biết lời bạn định bày tỏ nhưng lặng im, trân trọng giữ tình cảm đó trong lòng. Con người không ai thập toàn thập mỹ. Công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Hạnh phúc là khi, hạnh phúc là khi biết trở về từ hun hút mộng nẻo sơn khê, từ trong tâm tối bao mờ mịt chợt ánh dương bừng soi bến mê. Hạnh phúc là khi biết được người, đôi bàn tay nhỏ biết buông lơi, những ngọn gió trần thôi vướng bận, mặt nắng mưa qua giữa cuộc đời. Xưa là hạnh phúc bên kia núi, là cỏ bên đồi ngang ngát xanh. Ngày nay chưa sống mơ ngày tới, thực tại vùi quên rất đoạn đành. Hạnh phúc giờ đây buổi sớm mai, mỉm cười nhận diện lá hoa phai. Mùa thu đã đến trong thầm lặng, bên những dòng xe nối miệt mài. Thanh thản là khi tóc đổi màu, hiểu ngày sắp tới sẽ về đâu. Biết trăm năm hẹn cùng sương khói, vạn sự trôi về nơi bể dâu. Hạnh phúc là khi giữa đổi thay, lắng yên trọn vẹn phút giây này. Ngắm bình minh đến hoàng hôn lại, thả hết ưu phiền
theo gió bay. Mục tiêu trong cuộc sống. Thông thường, người có mục tiêu thì lo phấn đấu. Kẻ không có phương hướng chỉ thích vui chơi, vì họ không biết phải đi về đâu. Người có mục tiêu thì luôn biết ơn. Kẻ không phương hướng chỉ mãi oán trách, vì họ cảm thấy cả thế giới không tốt với mình. Người có mục tiêu thì sống tỉnh táo. Kẻ không có phương hướng chỉ thích ngủ vùi, vì có thức dậy cũng không biết phải làm gì. Hãy cho cuộc sống một ước mơ, cho ước mơ một con đường, cho con đường một phương hướng. Dù bị ngã cũng tìm cách đứng dậy, lỡ bị thương thì tìm phương trị liệu. Cuộc sống chỉ có hành động mới đem lại kết quả, không có chuyện ngồi chơi mà huy hoàng tự đến. Than trách là một dạng của nhu nhược. Cố gắng mới là thái độ nên có trong cuộc sống, là biểu hiện chắc chắn của thực lực. Bạn muốn mình là một kẻ nhu nhược hay là một người có thực lực? Tốt nhất vẫn là nhớ ưu điểm của người. Nhớ ưu điểm của bạn bè thì người bên cạnh sẽ ngày càng nhiều, khi cần luôn có những trợ thủ đắc lực. Nhớ ưu điểm của người thương thì giảm nhiều tranh cãi, tình cảm càng nồng đượm. Nhớ ưu điểm của cấp trên thì giảm được nhiều oán hận. Biết hy sinh nhiều hơn thì tương lai tự nhiên cũng rộng mở. Nhớ ưu điểm đồng nghiệp thì giảm được nhiều mâu thuẫn. Công việc kết hợp nhịp nhàng thì làm việc càng thêm chuyên nghiệp. Nhớ ưu điểm của người khác, sống bằng lòng biết ơn thì việc tốt sẽ tăng lên, ưu phiền tự nhiên cũng ít lại. Nhớ khuyết điểm, tật xấu của người chỉ khiến mình khó chịu, tâm trạng cũng bực dọc, cuộc sống càng thêm mệt mỏi. Nhưng người đời đa số là điểm tốt của người khác thì không khi nào để tâm, thấy chút điều xấu liền ghi lòng tạc dạ. Làm người ai chẳng có ít nhiều tự tư, ai chưa từng vì bản thân mà phạm phải lỗi lầm. Chỉ cần chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy chúng không là gì cả. Nhớ ưu điểm của người khác, thật ra người có lợi ích lớn nhất là chính mình. Nhớ điều tốt của người khác thì hạn chế mâu thuẫn, không phát sanh muộn phiền. Bạn nhớ ưu điểm của người thì họ sẽ đối tốt với bạn hơn, không tổn thương tình cảm, không cần tính toán hơn thua đến đoạn tuyệt liên hệ. Nhớ ưu điểm lẫn nhau giúp con người đến gần nhau hơn, bởi lòng không cần để ý hay phòng bị nữa, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vũ khí sát thương. Có người hỏi, trong tình cảm, điều gì dễ khiến người đau lòng? Tôi nghĩ, phần lớn là lời nói. Lời nói được xem như chìa khóa để mở lòng người khác, mà cũng là vũ khí sát thương người nhanh nhất. Bạn chưa nhìn thấy biểu hiện đau khổ của người bị trúng thương sẽ không thể biết câu nói của mình làm đau họ đến mức nào. Rất nhiều khi lời nói như lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu nhưng vô cùng sắc bén và tàn nhẫn. Một câu nói vô tâm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một động tác bốc đồng cũng đủ làm tan bao nhiệt huyết trào dâng. Lúc tranh luận không lựa lời, khi quá khích nói tùy tiện, đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào lòng người khác. Mối quan hệ càng gần gũi, vết thương sẽ càng sâu. Nhiều khi người phát ngôn quá vô tình khiến người nghe tan nát. Cũng có thể do thói quen ăn to nói lớn, khẩu xà tâm Phật. Cũng có thể vì tâm tình không tốt, nổi giận vô cớ. Nhưng cũng nên nghĩ qua,
đối phương yêu thương mình thế nào mới có thể chịu đựng và bao dung lâu như vậy. Thời gian trôi qua, vết thương có thể liền, nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi, mà có thể bị đau hay nổi ngứa nếu bất chợt đụng vào. Tuy lời nói không trực tiếp lấy được mạng ai, nhưng rất dễ làm hao mòn tình cảm, đẩy người xa ta, làm mất đi nghĩa ân, khiến cho đời lạnh lẽo. Thật ra khi ở cùng nhau, người ta cố tình lạnh nhạt những mong đợi của mình chính là sự tổn thương lớn nhất. Lòng chết rồi, quay lưng rồi thì sao cứu vãn được. Người thất vọng nhiều sẽ trở nên lặng lẽ, thời gian lâu dần sẽ trở thành lạnh lẽo. Rất nhiều vấn đề không phải một câu xin lỗi là đổi lại được lời an ủi không sao. Trong một mối quan hệ, hòa hợp được vốn không dễ dàng. Tổn thương rồi muốn quay lại thuở ban đầu hầu như là không thể. Tổn thương người rồi hối hận, chỉ bằng mở rộng lòng một chút, quản lý cảm xúc mình tốt một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, trân trọng người bên cạnh, hết lòng với hiện tại, thì sẽ giữ được những ân tình tốt đẹp. Về với chính mình, chúng ta không được sinh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc, chỉ cần mình hết lòng sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục, dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Cho nên dù làm gì cũng nhớ chú ý hoàn thiện lấy chính mình. Cuộc đời ni ngắn lắm, đừng bận lời thị phi. Thấy điều chi có ích, lặng lẽ làm rồi đi. Ai gieo mầm san sẻ, gặt hái về yêu thương. Người gieo nhân ích kỷ, quả chính buồn cô đơn. Cứ ôm hoài sầu hận, chỉ khiến mình ta đau. Người vẫn cười hễ hả, còn ta tóc bạc màu. Lá thời gian rớt vội, tháng ngày như bóng mây. Trách chi ai lầm lỗi, phiền chi đời đổi thay. Cuộc đời ni buồn lắm, đừng tiết kiệm nụ cười. Sống từ hòa cởi mở, đón thanh bình muôn nơi. Cuộc đời này đẹp lắm, tiếc chi ngày đã qua. Hiện tại luôn tươi thắm, với cõi lòng bao la. Đừng sống cuộc đời người khác. Khi ai đó dành thời gian cho bạn thì có nghĩa là họ đã phải cắt bớt thời gian cuộc đời họ để dành cho bạn. Chúng ta hay nói nhiều về thời gian. Chúng ta nói thời gian là vàng, là bạc.
Nhưng có bao giờ ta tự hỏi thời gian thực sự là gì không? Có hai mức thời gian giới hạn trong cuộc đời bạn. Ngày thứ nhất là ngày bạn được sinh ra. Ngày thứ hai, dĩ nhiên, là ngày bạn rời khỏi cuộc sống này. Bạn không thể chọn được hai ngày này, nhưng bạn kiểm soát được những gì bạn có thể làm trong khoảng thời gian giữa hai mốc thời gian này, dù đó có thể là khoảng thời gian ngắn hay dài. Có một câu chuyện vô cùng quen thuộc mà có thể bạn đã từng nghe rất nhiều lần. Câu chuyện kể về một ai đó khi nhận được tin mình bị ung thư, liền nhận ra giá trị thực thời gian của cuộc đời mình. Họ bắt đầu đi tình nguyện, đi du lịch, đi gặp gỡ những người quan trọng hay làm tất cả những gì mà họ thích. Vì họ biết rằng họ chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi để sống. Khi người ta nhận ra họ còn ít ỏi thời gian, thì lúc đó người ta mới trân trọng từng khoảnh khắc một và chỉ tập trung vào những điều quan trọng và ý nghĩa nhất. Câu hỏi mà tôi đặt ra cho bạn là chúng ta có cần phải gặp một biến cố như vậy thì mới nhận ra được tầm quan trọng của thời gian hay không? Vậy thì sẽ ra sao nếu bạn chịu thay đổi ngay từ bây giờ? Tôi không quan tâm bạn giỏi tới cỡ nào, tôi cũng không quan tâm bạn tài năng tới đâu, và tôi cũng không cần biết bạn bận bịu ra sao. Nhưng ít nhất một lần trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ gặp một thất bại mà bạn không lường trước được. Tôi không phải là thần thánh, là nhà tiên tri hay có ý trù dập bạn đâu, mà đó là nguyên lý của cuộc đời. Chúng ta hãy học cách chấp nhận và đương đầu với nó. Cuộc sống giống như một trận bóng đá vậy. Kể cả cầu thủ giỏi nhất cũng có thể sút trượt quả bóng. Nhưng có bao giờ bạn thấy một siêu cầu thủ sút trượt và ngồi đó than thở không? Không hề. Họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu, và họ phải tiếp tục chờ đợi cơ hội tiếp theo và ghi bàn trong một trận đấu. Hoặc là một nhà kinh doanh, bạn có bao giờ thấy những triệu phú khi phá sản và họ ngồi đó khóc lóc, kêu ca, than trời trách đất rằng tại sao mình lại xui thế? Tại sao những điều này lại đến với mình? Why me? Không, họ gạt thất bại qua một bên và sẵn sàng tinh thần cho dự án kinh doanh tiếp theo của mình. Đừng bỏ cuộc, hãy luôn cố gắng để tạo ra giá trị. Đúng như vậy, khi bạn tạo ra giá trị để giúp đỡ người khác, dùng thời gian của mình, sử dụng thời gian của mình một cách đúng cách, thì cũng là bạn đang giúp chính bản thân mình. Mọi người hay sợ rằng khi họ đạt được một thứ gì đó, họ sẽ mất nó. Nỗi sợ mất mát luôn ngự trị trong mỗi con người chúng ta. Ví dụ như sợ mất tiền, mất công việc, mất người yêu, sợ mất sức. Nhưng có một thứ quý giá hơn tất cả mà tất cả chúng ta đều bỏ qua nó. Đó chính là thời gian. Thời gian là thứ đáng sợ nhất, bởi vì khi bạn đã đánh mất nó rồi, bạn sẽ không thể nào lấy lại được nó. Chính vì vậy, thời điểm tốt nhất mà bạn nên bắt đầu mọi thứ là ngay bây giờ. Ngay bây giờ chứ không phải là ngày mai, tuần sau, năm sau, là sau khi chúng ta có gia đình, là sau khi chúng ta nghỉ hưu rồi mới làm. Mà là ngay bây giờ. Tệ hại nhất của cái suy nghĩ "Ôi còn sớm mà, để từ từ đó làm, có chết ai đâu mà sợ." Đúng là từ từ không chết ai. Đúng là ta phải học, phải làm việc cả đời. Nhưng bạn có chắc rằng 5 năm nữa bạn còn sức để mà cống hiến? Bạn có chắc rằng 10 năm nữa khi bạn đã dư giả thời gian, bạn sẽ có đà để làm những việc khó khăn, thử thách? Như Steve Jobs đã nói, thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Cuộc đời, ồ lạ nhỉ, hạnh phúc bạn ưu phiền. Thôi ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt. Đã bao giờ bạn tự hỏi, yêu thương bản thân có phải là lối sống ích kỷ? Mọi người vẫn bảo nhau rằng, được sống vì người khác mới là một cuộc sống đáng quý. Không có thứ gọi là mục đích sống hoàn hảo, nhưng đích đến cuối cùng của một cuộc đời đáng sống
chính là được lan tỏa và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho thế giới xung quanh mình. Nhưng sống vì mọi người không có nghĩa là hy sinh đến quên cả bản thân mình, tâm hồn mình và cảm xúc của mình. Như bức thư thứ 670 trong cuốn 1999 lá thư gửi cho chính mình của Miêu Công Tử có đoạn như thế này: vì sự phán xét của người khác mà chúng ta mài mòn biết bao sự sắc sảo, gạt bỏ bao cá tính của bản thân. Thời gian càng lâu, chúng ta càng không rõ cuối cùng sinh mệnh này là sống cho bản thân hay diễn cho người khác xem. Có lẽ vì thế mà đâu đó chắc chúng ta đã từng một lần nghe thấy câu: hãy yêu thương bản thân trước khi yêu thương người khác. Yêu thương bản thân là học cách trân trọng và có trách nhiệm với chính bản thân mình. Chỉ khi ta học được cách yêu thương bản thân mình thì mới có tư cách yêu thương và sống vì một người khác một cách đúng đắn và trọn vẹn ý nghĩa. Đó cũng là nội dung câu nói nổi tiếng của RuPaul trong show truyền hình mang tên của mình, RuPaul's Drag Race. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Hay như Louise Lin Hay từng nói: yêu bản thân không phải là ích kỷ, tình yêu ấy thanh lọc chúng ta. Vì thế, chúng ta có thể yêu mình đủ để biết yêu người khác. Trong thế giới tươi đẹp và tràn ngập yêu thương này, chúng ta không thể chỉ sống vì riêng bản thân mình mà không để ý đến những người xung quanh, cũng không thể vì người khác mà quên đi trách nhiệm với chính mình. Câu trả lời nằm ở chỗ: như thế nào là đủ? Làm thế nào để cân bằng giữa việc sống vì mình và sống vì mọi người? Hãy nhớ rằng, điều tất yếu đầu tiên để học được cách yêu bản thân mình chính là phải lắng nghe tiếng lòng của lý trí. Tuy yêu thương là câu chuyện của cảm xúc của trái tim, nhưng trái tim thì không có bộ não, nó không thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Trái tim thường mù quáng mà. Khi chúng ta cứ mãi trao đi yêu thương, cứ mãi hy sinh mà không mưu cầu sự đáp trả, là ta đang bỏ mặc lý trí, bỏ mặc bản thân mình. Đừng để lòng tốt và sự hy sinh của mình trở thành những điều hiển nhiên. Những người yêu bản thân sẽ luôn hướng tới việc cân bằng, đứng ngang hàng trong những mối quan hệ, hướng tới những mối quan hệ hai chiều. Chỉ khi đó ta mới có thể nhận ra ai là người trân trọng mình, ai thực sự quan trọng đối với mình. Cho đi và nhận lại vốn là điều hiển nhiên, là một quy luật thường tình trong cuộc sống. Sức lực và thời gian của con người có hạn, không thể sang đều cho tất cả được. Chỉ nên tập trung vào đúng người, đúng thời điểm để gìn giữ những thứ đáng giữ gìn. Kể cả những bậc vĩ nhân, họ cũng không thể san sẻ tình yêu thương cho cả nhân loại. Chẳng phải mẹ Teresa đã từng nói rằng không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ nhặt một cách hoàn hảo với tình yêu vĩ đại. Chúng ta đa phần đều là những người bình thường. Hãy hiểu rõ chính mình, sống vì mình và vì những điều thực sự xứng đáng. Mỗi người sinh ra đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nếu bạn chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình. Đã được ban cho cuộc đời này, hãy cố gắng sống sao cho không phí phạm thời gian. Hãy sống và gạt bỏ những thị phi của thế giới bên ngoài. Mỗi người chỉ một trái tim, nhưng có hai tâm nhị thất. Một tâm chứa đựng niềm vui, một tâm muộn phiền giấu cất. Khi vui, nếu cười lớn tiếng, sẽ đánh thức buồn bên kia. Lúc buồn, nếu tràn mưa lệ, niềm vui nghẹn lối không về. Mỗi người chỉ một trái tim, nửa mỏi mệt đời cơm áo, nửa nặng chấp mê phiền não, khiến tim tiều tụy tháng ngày. Sống hiểu điều chi là nặng, thì mới biết nhẹ nhàng buông. Sống hiểu nguồn tâm bình lặng, tim gầy mới thoát đau thương. Đừng tưởng cuộc đời vĩnh viễn, thật ra ngắn đến không ngờ. Đoái nhìn con tim bé bỏng, làm việc suốt 24 giờ. Hãy sống như hoa mùa hạ, lìa đời tựa lá mùa thu.
Nhân sinh thoảng làn gió vội, đừng nhốt tim trong ngục tù. Bạn bị người khác chê cười vì họ cho rằng bạn thấp kém, không cùng chung thế giới và đẳng cấp với họ. Nhưng họ đâu biết được rằng mỗi người đều có một cá tính riêng, chẳng ai giống ai. Và nếu có giống thì sẽ bị đánh đồng mãi mãi. Bạn là bạn và không ai có thể thay thế bạn. Hãy tin rằng họ đang sống rập khuôn, mất đi cái tôi cá nhân, chứ không phải là do bạn. Có một điều mà ai cũng phải đồng tình rằng lời nói có tính sát thương cao hơn hành động. Nếu bạn nghe được một vài lời bâng quơ không vừa lòng, bạn sẽ càng bị tổn thương cao hơn là những gì bạn nhìn thấy. Không ai sống thay bạn, ngay cả những người mà bạn tin tưởng, thương yêu nhất. Chỉ có bạn mới có quyền chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Vì vậy, đừng bao giờ đặt vận mệnh của mình vào người khác. Buồn đến mấy, cũng có lúc sẽ hết. Đứng lên và nhìn lại nỗi đau đó, chúng ta mới có thể trưởng thành được. Miệng là của người khác, họ có quyền được nói. Ngược lại, tai là của mình, nghe cái gì là do mình chọn lọc. Thay vì nghe những lời chê bai đau lòng, hãy chọn lọc những điều tốt đẹp để mà lắng nghe và hành động. Chúng ta sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này, không phải sinh ra do ý muốn của bất kỳ ai. Đừng để bản thân quá thiệt thòi vì suy nghĩ cho người khác quá nhiều. Có những việc mình càng giải thích thì nó càng sai. Vậy chẳng có lý do gì mình phải nói ra nhiều làm chi cho mệt. Mình biết và mình tin tưởng vào bản thân là đủ. Đây là một trong những kỹ năng giao tiếp quan trọng của cuộc đời. Đôi khi có những tai họa do chính sự vội vàng và vô tâm trong câu nói mà khiến ta gặp họa. Trước khi nói, hãy học cách suy nghĩ thật chín chắn và kỹ càng. Đừng để cái miệng làm hại cái thân. Sai lầm lớn nhất của con người là không bao giờ kiềm chế cảm xúc. Họ sống quá bản năng. Có những việc chỉ vì đôi chút bốc đồng mà làm hỏng đại sự. Chỉ cần con người có quan hệ với nhau thì dù thân thiết cũng sẽ có lúc cãi vã. Đó là quy luật. Vì vậy, đừng để sự tức giận lấn át lý trí. Chỉ khi có mâu thuẫn thì chúng ta mới có bài học và sự phát triển. Đừng bao giờ cho phép bản thân sống vì miệng đời, bởi có lẽ chẳng ai thật lòng từ đầu đến cuối. Khi bạn có tất cả thì bạn là thần tượng của họ. Họ cho bạn nghe những lời hay ý đẹp. Khi bạn không còn gì cả thì bạn cũng chỉ là kẻ tầm thường trong câu chuyện của họ mà thôi. Trên đời này nhiều người lạ lắm. Họ chỉ nhìn thấy lỗi sai của người khác mà không thấy đống rác trên đầu mình. Với nhiều người, đem người khác ra để chỉ trích được coi như là một niềm vui. Sự thật là trên đời không có người hoàn hảo. Vì thế, hãy chấp nhận rằng sẽ có một số người luôn cố gắng tìm ra những sai lầm của bạn. Ví dụ như, một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người đang sân hận sẽ thấy người khác như đang chọc tức, công kích mình. Một kẻ xảo trá sẽ thấy người khác cũng không thành thật. Thực chất, cách mà chúng ta nhìn nhận người khác chính là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Dễ hận, dễ hờn, dễ buồn bực, âu cũng bắt nguồn từ nội tâm bất an và lòng tham sân si. Tôi xin sống đời của nắng, nắng hong khô mọi não phiền, để nghe tâm hồn phẳng lặng giữa đời giông bão triền miên. Tôi xin sống đời của mưa, mưa qua bao vùng đất rộng, một giọt cuối còn đông đưa cũng tan cho mềm cõi sống. Tôi xin làm cơn gió lòng, xua tan nóng bức trưa hè, hương cau thoảng kề giấc mộng, tóc vờn bay mát chiều quê. Tôi mơ thành dòng sông nhỏ, thả những nỗi niềm trôi đi, vẫn nghe đôi bờ lá cỏ, vui buồn giữ lại làm chi. Và tôi nguyện làm mặt đất, chấp nhận nầy rác nầy hoa, hận thù hay lời ngọt mật cũng thấy đâu gì khác xa. Tôi chỉ là áng mây qua, giữa trần gian nằm mộng mị, mây chẳng có nơi làm nhà để vấn vương hồn vạn kỷ.
Phiêu du tôi vào cõi ý, rồi trở về trong phút giây. Cái biết sáng ngời muôn thuở, dù đời lúc tỉnh khi say. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một tấm vé về với tuổi thơ. Bởi khi bé, ta hồn nhiên biết nhường nào, ta dễ cười như thế, càng dễ hạnh phúc hơn bây giờ. Con người ta càng lớn sẽ càng thấy cô đơn, càng thấy phiền não, và thật khó để có thể có được cái gọi là hạnh phúc. Thế rồi, vì ai mà chúng ta lại từ một đứa trẻ vui tươi hồn nhiên biến thành một con người khô cằn, dễ cáu gắt và bất hạnh? Chẳng bởi ai khác, là do chính chúng ta đã cố chấp đeo lên một cặp kính loang lổ để nhìn đời. Tưởng tượng như hồi bé, chúng ta nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng không gợn bẩn của mình. Còn bây giờ, thời gian khiến cho mỗi người mất đi cái nhìn trong sáng ấy về thế giới, chẳng khác gì bị đeo lấy một cặp kính loang lổ toàn vệt màu. Sự phát triển của xã hội khiến chúng ta cứ mãi rong ruổi theo những lý luận đúng sai về cuộc đời và về người khác. Chúng ta luôn có hai xu hướng: nhìn những thứ mình thích, những người mình thương qua cặp kính chỉ toàn màu hồng, và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa qua lăng kính loang lổ màu đen. Là khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta nhìn người, nhìn sự việc trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, dễ khoan thứ hơn. Chúng ta có thể mỉm cười trước những trò nghịch ngợm của lũ trẻ, đủ nhẫn nại để nghe hết một câu chuyện khó nghe, cũng dễ dàng thỏa hiệp với những sự việc tưởng chừng khó chấp nhận. Những lúc ấy, dường như cả thế giới đều trở nên hòa ái vô cùng. Vậy mà, chỉ cần một chút lắng lo dâng lên trong lòng, những muộn phiền, sợ hãi về quá khứ và tương lai khiến tâm ta bất an, ngay lập tức ta sẽ nhìn ra rất nhiều đống rác trên đầu người khác. Khi ấy, những tiếng hò hét cười đùa của lũ trẻ sẽ trở thành những âm thanh khó chịu, một lời nói không vừa ý dễ dàng khiến cho ta sân giận hoặc tổn thương. Những chuyện nhỏ mà lúc bình thường không đáng bận tâm bỗng trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng. Chúng ta bắt đầu đi soi mói mọi người, soi cho bằng ra lỗi lầm của họ, chỉ trích họ, chỉ chiết họ như là một cách để an ủi cái tâm bất an của bản thân. Bất kể người khác đúng sai thế nào, ta cũng không sẵn sàng lắng nghe, không sẵn lòng chấp nhận. Liệu rằng soi mói để cố vu lên đầu người khác những đống rác, để chỉ trích, phê phán họ sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn sao? Hay là chính vì cứ mãi nhìn thấy lỗi lầm ở người là thứ khiến hình ảnh của chúng ta trong mặt bạn bè, đồng nghiệp trở nên xấu xí đi bội phần? Từng có người nói rằng, cố tìm lấy lỗi sai ở người khác chính là đem rác về bỏ trên đầu mình. Chúng ta để tâm tới một chuyện không tốt chính là rước thêm phiền não vào người. Sinh mệnh vốn ngắn ngủi lắm, cuộc đời vốn chẳng biết trước được đâu, ai biết trước khi nào tử thần gọi tên mình. Vì thế, đừng phí hoài thời gian để đi phán xét những lỗi lầm nơi người khác. Đừng cố chấp giữ lấy những cặp kính loang lổ kia nữa. Hãy buông thả nó xuống để cuộc đời hiện ra tươi đẹp hơn, để hạnh phúc đủ đầy dễ đi vào tầm mắt của ta hơn. Chẳng phải cổ nhân đã dạy rằng, nếu cứ luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác nhưng không thấy lỗi sai của chính mình thì không phải là khôn ngoan mà chính là nỗi bất hạnh đó sao? Cuộc đời và con đường đi của một người trong cõi nhân gian này là như thế nào, người ngoài vĩnh viễn không thể hiểu rõ được. Vì vậy, cho dù bạn là ai thì bạn cũng không nên tùy tiện phán xét về người khác. Cũng như cuộc đời này có rất nhiều thứ bạn cần biết càng sớm càng tốt, như vậy cuộc đời của bạn mới không mệt mỏi và chông chênh. Đừng bận tâm về những điều người ta nói sau lưng bạn, vì họ là những người chỉ bới móc sai lầm trong đời bạn, thay vì lo sửa sai lỗi lầm của chính mình. Chấp nhận thực tế là người khác có quyền chỉ trích, nhưng bạn không có nghĩa vụ phải đồng ý với tất cả những gì họ nói. Hãy sống cuộc đời bạn thích, miễn là bạn không phương hại ai. Mặc kệ những gì người khác chế nhạo hay nói xấu bạn, kể cả bố mẹ bạn. Hãy theo sự mách bảo của trái tim, luyện nó thành thép, đi theo đam mê và bắt đầu hành động chứng minh cho người khác thấy họ đã sai lầm.
điều khó khăn nhất của cuộc đời này là hiểu rõ bản thân mình là ai. Trong cái thế giới luôn muốn biến bạn trở thành một con người khác, thì việc luôn là chính mình là thành tựu to lớn nhất mà bạn có thể làm được. Thực ra, con người hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng bằng lý trí. Con người thường hay hành xử theo cảm xúc, thành kiến và nhất là theo lòng kiêu hãnh vốn có của mình. Nếu bạn không cho phép thì chẳng ai có thể làm bạn thấy mình tồi tệ hơn. Chúng ta luôn có hai xu hướng: nhìn những thứ mình thích, những người mình thương với cặp mắt kính màu hồng, và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa bằng chiếc kính tiêu cực màu đen. Kỳ thực, không phải là do thế giới có vấn đề hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm ta. Khi nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đầy những cảm xúc và thành kiến tiêu cực, thì chúng ta thấy ai cũng thành sai quấy, đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương. Mỗi người sinh ra đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nếu bạn chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình. Đã được ban cho cuộc sống này thì hãy cố gắng sống sao cho không phí phạm thời gian. Hãy sống và gạt bỏ tất cả những thị phi của thế giới bên ngoài. Cuộc sống của người khác ra sao, đi con đường họ đi như thế nào, người đứng ngoài mãi mãi không thể nào hiểu được. Vì vậy, không ai có tư cách bình luận họ. Bởi vì chưa từng thật sự ở trong hoàn cảnh của họ thì sẽ không bao giờ cảm nhận được. Có lẽ bạn lý trí hơn họ, có lẽ sự khó khăn của họ trong mắt bạn chẳng là gì, nhưng bạn không được dùng lập trường của mình để soi xét, để chỉ trích. Gặp chuyện gì cũng vậy, không nên nói quá tuyệt đối, xem xét một vấn đề không nên quá chủ quan. Có những lúc ta nên hiểu, nên đứng trên góc độ của người khác để xem xét vấn đề. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này: có một con heo, một con cừu, một con bò sữa bị nhốt trong cùng một cái chuồng. Có lần chủ nhân tóm chặt lấy con heo, con heo rống lên la hét kịch liệt chống cự. Con cừu và con bò sữa bị tiếng hét của con heo làm cho khó chịu, tức giận quát nạt: cậu làm quá lên rồi đấy, ông ấy cũng hay đến bắt chúng tôi có kêu to như vậy đâu. Heo nghe vậy đáp: ông ấy bắt các cậu không giống tôi, ông ấy bắt các cậu chỉ lấy lông và sữa, nhưng bắt tôi là để lấy thịt. Cừu và bò sữa nghe xong đều trầm lặng không nói. Câu chuyện trên cho ta thấy, người đứng ở lập trường khác nhau, sống trong hoàn cảnh khác nhau sẽ rất khó để có thể hiểu được cảm nhận của người khác. Nếu như chúng ta có thể đứng ở vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề, thì sẽ hiểu được người khác vì sao lại như vậy, sẽ gần hơn, phù hợp hơn với sự thật, cũng khiến tình cảm giữa người với người chan hòa, gần gũi hơn. Như vậy, những hiểu lầm, mâu thuẫn cũng bớt đi. Có thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù mà, phải không? Mọi kết cục trên thế gian này không phải vô duyên vô cớ mà xảy ra. Vạn vật đều có nguyên cớ của nó cả. Cuộc sống của ai cũng có những hỷ nộ ái ố mà người khác không thể nào biết đến. Có những người thường không hỏi rõ đen trắng đã vội chỉ trích người khác, đều do không hiểu rõ nguyên nhân phía sau. Trước khi chỉ trích ai đó, nhất định hãy hiểu câu chuyện phía trước nó. Nếu không phân rõ trắng đen đã vội phê phán, vô tình sẽ làm tổn thương người khác. Nếu đổi vị trí, bạn sẽ phát hiện thế giới này không chỉ xoay quanh mình bạn. Mỗi người mỗi dạng, họ đều có câu chuyện riêng của họ. Họ đều là diễn viên chính trong thế giới riêng mình. Dù câu chuyện có êm đềm hay trớ trêu, mỗi người đều phải tự mình trải qua những câu chuyện không giống ai, hoặc bi thương hoặc hạnh phúc. Cuộc đời vô thường, ai cũng có những giọt nước mắt, những đau đớn. Hãy học cách tiếp nhận và thông cảm, đối đãi công bằng với mỗi người mà ta gặp. Có một câu chuyện thật như sau. Có một vị bác sĩ sau khi nhận một cuộc điện thoại liền gấp rút đến bệnh viện làm phẫu thuật. Cha của cậu bé là bệnh nhân, mất kiểm soát hét lên với vị bác sĩ: sao ông lại đến muộn như vậy? Ông không biết con trai tôi đang nguy kịch trong kia sao? Sao ông lại không có chút trách nhiệm nào như vậy? Bác sĩ bình thản mỉm cười: rất xin lỗi, vừa rồi tôi không có mặt ở bệnh viện. Vừa nhận được điện thoại tôi tức tốc đến đây luôn. Bác bình tĩnh cho một chút. Bình tĩnh?
Nếu đứa trẻ trong phòng cấp cứu kia là con trai của ông có bình tĩnh được không? Nếu con trai ông chết, ông sẽ làm gì? Cha của cậu bé phẫn nộ nói lớn. Vị bác sĩ lại bình tĩnh mỉm cười. Tôi sẽ im lặng cầu nguyện. Chúng ta từ cát bụi đến, rồi cũng về với cát bụi. Cầu nguyện là lời của Chúa. Xin hãy cầu nguyện cho con trai bác. Cha của cậu bé giận dữ. Người có thể nói như vậy chỉ có thể là loại người vô tâm thờ ơ với tính mạng của người khác. Vài tiếng sau, phẫu thuật thuận lợi thành công. Vị bác sĩ vui mừng bước khỏi phòng phẫu thuật, nói với cha cậu bé: Cảm ơn trời đất, con trai bác được cứu rồi. Không đợi cha cậu bé đáp lời, vị bác sĩ nhanh chóng rời đi, nói: Có chuyện gì, bác hãy hỏi y tá. Sao anh ta lại kiêu ngạo như vậy được? Đến vài phút để tôi hỏi tình hình con trai tôi cũng không đợi được sao? Cha cậu bé quay sang bất bình với y tá. Y tá hơi đỏ mắt. Dạ, con trai bác sĩ vừa mất vì tai nạn ngày hôm qua. Khi chúng tôi gọi bác sĩ đến làm phẫu thuật cho con trai bác, thì bác ấy đang trên đường đến tang lễ của con trai. Giờ bác ấy cứu được con trai bác rồi, phải nhanh quay lại hoàn thành tang lễ cho con trai mình. Này, những lời xầm xì bàn tán ơi, cuộc sống của họ đã xảy ra những gì? Họ đang phải trải qua những trắc trở và đau đớn dày vò như thế nào? Đứng ở vị trí của bạn và tôi, có lẽ không thể nào hiểu được. Những điều bạn nhìn thấy chỉ là bề mặt mà thôi. Đừng dễ dàng bàn luận về họ, bởi vì chúng ta không đủ lý trí để hiểu được hỷ nộ ái ố trong cuộc sống của họ, để thông cảm cho những niềm vui, nỗi buồn của họ. Lập trường mỗi người khác nhau, sống trong điều kiện khác nhau, nên thật khó để có thể hiểu được cảm nhận của đối phương. Vì vậy, đừng tùy tiện chỉ trích bình luận, làm cho họ thêm tổn thương nữa. Một người thật sự có giáo dục, có tu dưỡng sẽ dùng tấm lòng lương thiện, bao dung để giúp người khác trở nên tốt đẹp hơn. Thật ra, đó cũng là đang giúp bản thân mình trở nên tốt hơn. Nhìn những nỗi vất vả bản thân từng đi qua mới biết nỗi vất vả của người khác. Nhìn bao nhiêu những nỗi đau khổ, những khổ sở mà bản thân không để ai chạm đến mới biết cuộc sống của người khác thật ra cũng như vậy. Cũng có sóng gió, cũng y như vậy. Nhìn lại chúng ta đi qua những khó khăn như thế nào sẽ biết được họ đi qua những khó khăn như thế nào. Người thật sự hiểu được sự tu dưỡng sẽ hiểu được sức nặng của ngôn ngữ. Nó có thể là lưỡi dao, cũng có thể là hoa hồng với một người. Họ hiểu được không nên chỉ đứng trên góc độ bản thân nhìn nhận một phía của một vấn đề, như vậy mới không gây ra thêm những nỗi tổn thương giữa người với người. Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi cái lá riêng một cõi bồ đề. Thật ra, để làm được điều này không khó. Thông cảm với người khác, bao dung với người khác thì sẽ tìm được sự tĩnh tâm trong đời. Có một câu nói rất hay như thế này: hạnh phúc không quyết định ở tiền tài, quyền lực hay dung mạo, mà hạnh phúc quyết định ở cách bạn đối xử với những người khác. Bạn muốn là người vui vẻ hạnh phúc thì hãy bắt đầu bao dung với người khác. Khi ta bắt đầu bao dung với người khác và sống ở hiện tại, cũng là khi ta học được cách hiện diện để cảm nhận được những niềm vui và hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình. Ta biết trân trọng mỗi khoảnh khắc qua đi, để biết ơn những gì ta đang có và những gì vũ trụ đã trao tặng cho mỗi chúng ta. Thôi kệ, buồn chi những tiếng đời, chỉ là âm điệu thoáng đầu môi. Nghe khen càng thích, chê càng khổ, thế sự muôn trùng vẫn cứ trôi. Thôi kệ, sầu chi chuyện được thua, tuồng đời tăng giáng lúc tôi vua. Ai khôn mà chẳng dâm lần dài, rồi cũng phù vân ngọn gió đùa. Muôn sự trên đời do nghiệp duyên, hiểu ra thanh thoát mọi ưu phiền. Trong mơ ai biết đời hư ảo, thả mồi bắt bóng từ truân chuyên. Thôi kệ, thôi đừng trách thế nhân, đừng nhìn lỗi họ để bâng khuâng. Nhân tình thế thái xưa nay vậy, thánh thiện thì ai ở dưới trần. Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua, giận hờn tham oán nặng riêng ta.
gỡ cặp kính màu cho bớt khổ, mắt nhắm trong đời vàng đốm hoa. Sống giữa nhân hoàn mấy chục năm, nói năng thì dễ, khó là câm. Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ, vui buồn sướng khổ tại nơi tâm. Hề chi một chiếc lá rơi, mùa thu vẫn cứ đẹp ngời nhân gian. Gió lây rạng mướp hoa vàng, lời ru mẹ vẫn nồng nàn mênh mông. Hề chi một đóa xuân hồng, bình minh nở thấm, chiều trong phai tàn. Trong vườn còn huệ còn lan, người ta đâu chỉ ngó ngàn hồng thôi. Hề chi một ánh sao rơi, bầu trời đêm vẫn tuyệt vời ngàn sao. Ánh sao liệm tắt phương nào, con đom đóm nhỏ tự hào sáng hơn. Hề chi vắng mợ chợ buồn, người ta vẫn cứ bán buôn rộn ràng. Đầu thôn cuối xóm giữa làng, ai vì mợ vắng vội vàng hỏi thăm. Hề chi thiếu một thẻ trầm, mà bàn thờ bục lặng thầm khói hương. Sự đi hóa độ hoàng dương, điệu ra tiếp khách thập phương thế thầy. Hề chi con sáo xa bầy, mà đàn sáo nọ từ rầy lặng im. Có con nào nhọc bay tìm, còn chăng giọng hót trong tim bạn bè. Hề chi trên lối khuya về, đèn đường vụt tắt nặng nề bước ai. Nắng khuya vằn vặt canh dài, không đèn còn ánh trăng cài ngõ đêm. Hề chi một phận đời riêng, buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời. Thiếu ta đời cũng vậy thôi, ta là hạt bụi giữa đời bao la. Khi còn bé, ai trong chúng ta cũng đều vô tư vui đùa, mà không phải lo lắng ngày mai phải làm gì, ăn gì, mặc gì. Chúng ta nhanh chóng tập trung và hoàn toàn đắm mình vào những trò chơi trong phút giây hiện tại. Nhưng khi trở thành người lớn rồi, mỗi người đều mang theo những suy nghĩ, những lắng lo, những nỗi sợ khác nhau. Chúng ta nghĩ về nhiều việc cùng một lúc, vừa ăn vừa lướt điện thoại, vừa đi xe vừa nghĩ hôm nay ăn gì, vừa làm việc vừa nghĩ xem tối nay đi đâu. Chúng ta chưa bao giờ để tâm trí rỗng và không thật sự chú tâm vào việc mình đang làm. Rất nhiều lần, chúng ta để mối quan tâm về quá khứ và tương lai xen giữa hiện tại. Chúng ta cũng dần trì hoãn việc hưởng thụ niềm vui và luôn chờ đợi để được hạnh phúc. Chờ mình trở nên xinh đẹp, chờ ngày mình kiếm được nhiều tiền, chờ đến khi con cái trưởng thành, chờ tìm được công việc tốt hơn, chờ gặp người xứng đáng hơn, chờ một ngày chủ nhật, chờ một thứ gì đó tốt hơn trong tương lai. Nhưng tại sao không phải là hạnh phúc bây giờ, mà phải chờ đến khi đã đạt được những thứ chúng ta đang mong muốn? Tôi cũng từng là một đứa sống trong quá khứ, lúc nào cũng ôm khư khư cái khổ của mình rồi đổ lỗi cho đời, cho người. Và cũng là một người tham lam, từng làm rất nhiều thứ, từng bỏ quên sức khỏe và không biết trân quý mỗi giây phút qua đi. Tôi đã nghĩ những điều đó tốt cho tương lai sau này. Cho đến khi ốm nằm một chỗ, chẳng ai bên cạnh, chẳng thể làm gì, tôi mới nhận ra, bất kể là mình của sau này hay là mình của hiện tại, đều xứng đáng được hạnh phúc như nhau. Nếu bạn thấy buồn khổ, bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn thấy lo lắng, bạn đang sống trong tương lai. Nếu bạn thấy bình an, bạn đang sống trong hiện tại. Lão Tử chẳng phải đã nói như thế sao? Như chúng ta vẫn thường hay chia sẻ trên mạng xã hội, hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình. Trên hành trình đó sẽ có những lúc chúng ta mỏi mệt, sẽ có những nỗi sợ ghé ngang, sẽ là những ngày thấy mình lạc lõng và vô định. Nhưng đó vẫn luôn là hành trình của riêng mỗi người. Bạn phải tự hoàn thành nó, mà không cần so sánh mình với người khác, để cố chạy thật nhanh và quên đi điều gì,
mới thật sự quan trọng ở thời điểm hiện tại. Bởi ai cũng có một tiến trình riêng. Chỉ cần bạn luôn tin vào tiến trình của riêng mình và chú tâm bước đi thật vững chãi, thành quả không phải ở cái đích cuối cùng mà luôn ở trong mỗi bước chân bạn đi. Hạnh phúc luôn ở trong giây phút hiện tại, và bạn xứng đáng hạnh phúc ngay từ bây giờ. Em dẫu biết thu sang rừng thay lá, sao mãi ngồi tiếc nhớ những mùa xuân. Em vẫn biết xuân qua trời sang hạ, sao đông về khóe mắt lại rưng rưng. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Em nếu nhớ ngày vui qua rất vội, tắt nụ cười đêm tối chợt vây quanh, sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù trước mặt phía trời xanh. Rồi năm tháng tàn canh đời trắng mộng, lời danh tình lơ lửng một làn hơi. Chỉ thế đấy, đâu có gì quan trọng, sống cho đi ý nghĩa kiếp con người. Nếu em nhớ trần duyên tìm cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư. Trong thầm lặng nguyện làm thân đá cùi, lót chân người quy hướng nẻo chân như. Nếu em nhớ đời ngược xuôi tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, dừng chân lại quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Vấn đề của tâm. Sự tu hành của chúng ta chỉ là để nhìn thấy cái tâm nguyên thủy. Vấn đề của tâm là thật sự thì không có gì trục trặc với nó cả. Bản chất của nó là vậy, nó thuần khiết, từ nó sẵn đã bình an. Nếu có những lúc tâm không an, đó là bởi vì nó chạy theo cảm xúc. Tâm bẩm sinh không có gì cả, nó trở nên bình an hay kích động chỉ vì nó bị cảm xúc lừa gạt. Tâm chưa được huấn luyện, rất khờ dại. Lục trần cho nó những ảo giác về hạnh phúc và đau khổ, nhưng bản chất của tâm không có những thứ này. Hạnh phúc hay đau khổ không phải là tâm, mà chỉ là một cảm xúc đang lừa gạt chúng ta. Tâm chưa được huấn luyện, dễ bị đánh lạc hướng và chạy theo những thứ này. Nó quên chính nó. Rồi chúng ta nghĩ rằng đó chính là chúng ta đang tức giận hay vui sướng hay gì đó. Nhưng thật sự thì tâm của chúng ta đã sẵn tĩnh lặng và bình an, thật sự bình an, giống như chiếc lá vẫn đứng im chừng nào nó chưa bị gió thổi. Nếu gió đến, chiếc lá đông đưa. Sự đông đưa là do gió, sự đông đưa của tâm là do lục trần, tâm chạy theo chúng. Sự tu hành của chúng ta chỉ là để nhìn thấy cái tâm nguyên thủy. Chúng ta phải huấn luyện tâm để nhận biết lục trần và không bị chúng đánh lạc hướng, để tâm được bình an. Đây chính là mục đích của tất cả những sự tu hành cam khổ mà chúng ta phải trải qua. Chương 2. Những điều cơ bản. Khi cả ba pháp giới định huệ đều được phát triển, chúng ta gọi sự tu hành này là bát chánh đạo, là con đường duy nhất để thoát khổ. Bát chánh đạo là pháp môn tối thượng, bởi vì nếu được thực hành đúng đắn, nó sẽ dẫn đến niết bàn, đến sự bình an rốt ráo. Chúng ta tiếp cận với giáo lý nhà Phật qua nhiều nguồn, những vị thầy hay tăng sĩ khác nhau chẳng hạn. Có những lúc Phật pháp chỉ được giảng dạy một cách rất đại cương và mơ hồ, khiến cho việc áp dụng nó vào đời sống thực tiễn trở nên khó khăn. Có những lúc Phật pháp được giải thích bằng một ngôn ngữ cao thâm và trừu tượng, khiến cho người ta khó hiểu, nhất là khi nó dựa hoàn toàn vào mặt chữ trên kinh điển. Có một lối giảng dạy khác, đó là khi Phật pháp được trình bày một cách trung dung, không quá trừu tượng, không quá cao thâm,
không quá đại cương mà cũng không quá bí truyền, chỉ vừa đúng để người nghe có thể lãnh hội và thực hành. Ở đây tôi muốn chia sẻ một ít giáo lý mà tôi thường dùng để chỉ dạy các đệ tử của tôi. Người muốn đắc đạo. Những ai muốn chứng đắc đạo, giác ngộ Phật Pháp phải là người có đức tin và sự tự tin làm nền tảng. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của Phật Pháp như sau: Phật, người biết, người có được sự thuần khiết, sự chiếu sáng và sự bình an trong tâm. Pháp, những tính chất thuần khiết, chiếu sáng và bình an phát sinh từ giới định huệ. Thế nên người đắc đạo là người trau dồi và phát triển giới định huệ. Đi theo Phật Pháp. Những người muốn đi về nhà là những người không chỉ ngồi đó mà suy nghĩ về chuyến du hành của mình. Họ phải trải qua tiến trình du hành từng bước một và theo đúng hướng. Nếu họ đi sai đường, họ có thể gặp nhiều khó khăn như đầm lầy, hầm hố hay những chướng ngại khác. Họ cũng có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm và có thể sẽ không về được đến nhà. Những người đã về được đến nhà có thể nghỉ ngơi và ngủ một cách thoải mái. Nhà là một nơi khoan khoái đối với thể xác và tâm trí. Nhưng nếu người du hành đó thay vì đi về nhà lại đi quá căn nhà của họ hay chỉ đi chung quanh nó, họ sẽ chẳng nhận được lợi ích gì từ chuyến đi nhọc nhằn của họ. Cùng thế ấy, chứng ngộ Phật Pháp là một việc mà mỗi chúng ta phải tự mình làm lấy, bởi không ai có thể làm điều đó cho chúng ta, và chúng ta phải đi đúng đường. Con đường của đức hạnh, thiền định và trí huệ cho đến khi chúng ta đạt được một đầu óc thuần khiết, chiếu diệu và bình an. Đây là kết quả của hành trình tầm đạo của chúng ta. Nhưng nếu một người chỉ có kiến thức từ sách vở và kinh điển, chỉ nghe thuyết pháp và tụng kinh, có nghĩa là chỉ có bản đồ và kế hoạch cho cuộc hành trình, kẻ đó sẽ chẳng bao giờ biết được sự thuần khiết, chiếu diệu và bình an trong tâm. Dầu anh ta sống cả trăm kiếp nữa, kẻ đó sẽ chỉ lãng phí thời gian và không bao giờ nhận được lợi ích từ sự tu hành. Vì thầy chỉ có thể trình bày đạo pháp, cho nên chúng ta có tầm đạo bằng sự tu hành và có đạt được kết quả hay không tùy thuộc hoàn toàn vào mỗi chúng ta. Sau đây là một cách khác để nhìn vào sự việc này. Sự tu hành giống như những lọ thuốc mà vị y sĩ đưa cho bệnh nhân của mình. Lọ thuốc có chỉ dẫn cách dùng trên mặt, nhưng nếu bệnh nhân chỉ đọc phần chỉ dẫn, ngay cả đọc tới đọc lui cả trăm lần, họ cũng sẽ chết. Họ sẽ chẳng nhận được lợi ích gì từ lọ thuốc đó. Và trước khi họ chết, họ có thể chê trách rằng vị y sĩ đó không đủ giỏi, rằng ông ta chỉ là một lang băm, rằng thuốc không công hiệu. Tuy nhiên, tất cả những gì đã làm là xem xét lọ thuốc và đọc phần chỉ dẫn mà không làm theo lời khuyên của vị y sĩ và uống thuốc. Nhưng nếu bệnh nhân thật sự làm theo lời của vị y sĩ và uống thuốc đều đặn như được chỉ dẫn, họ sẽ bình phục. Nếu họ bị bệnh nặng, họ có lẽ phải uống rất nhiều thuốc. Nhưng nếu họ chỉ bệnh nhẹ thôi, thì chỉ cần uống một chút thuốc là khỏe rồi. Cho nên nếu chúng ta phải dùng rất nhiều thuốc, đó là vì chúng ta bị bệnh quá nặng, chỉ giản dị như vậy thôi. Các y sĩ kê toa thuốc để loại trừ bệnh khỏi cơ thể. Giáo lý của Đức Phật được đưa ra để chữa lành những căn bệnh của tâm, để mang nó trở lại tình trạng lành mạnh nguyên thủy của nó. Vì thế, Đức Phật có thể được xem như là một y sĩ, người kê toa thuốc để chữa trị tâm bệnh. Ngài mới thật là vị y sĩ tài tình nhất thế gian. Mỗi chúng ta đều có một vài thứ tâm bệnh nào đó. Khi bạn nhìn thấy những thứ tâm bệnh này, tìm đến Phật Pháp như là sự nâng đỡ, như là liều thuốc chữa trị cho bạn, không phải là điều khôn ngoan nhất hay sao? Bạn không đi con đường của Phật Pháp bằng thân thể của mình, bạn phải đi bằng đầu óc hay tâm của mình. Những người đi trên con đường có thể được phân chia thành ba trình độ. Trình độ đầu tiên bao gồm những người hiểu rằng họ phải tự mình tu hành và họ biết cách tu hành. Họ nương tựa vào Phật, Pháp Tăng và chuyên cần tu tập theo đúng như sự chỉ dẫn của vị thầy. Những người này không còn lệ thuộc vào những tập tục cổ truyền, mà họ dùng lý trí để xem xét bản chất của thế gian. Đây là nhóm người Phật tử.
Trình độ thứ hai bao gồm những người đã tu hành cho đến khi họ đạt được một đức tin vững chắc vào giáo lý của Phật, Pháp, Tăng. Họ cũng đã liễu ngộ bản chất thật sự của vạn pháp. Những người này dần dần giảm thiểu mọi sự ràng buộc và dính mắc. Họ không bám chặt vào sự việc, và sự hiểu biết Phật Pháp của họ đã đạt đến một mức độ thâm sâu. Tùy vào trí huệ và mức độ xả bỏ của họ mà họ được xếp vào hàng tu đà hoàng, tư đà hàm hay anaham, hay nói chung là những thánh nhân. Ở trình độ cao nhất là những người mà sự tu hành đã chuyển thân khẩu ý của họ đến cảnh giới của Phật. Họ vượt trên thế gian, không còn phải trở lại thế gian, và không còn bất cứ sự ràng buộc và dính mắc nào nữa. Họ là những A-la-hán, là những thánh nhân đã đạt quả vị Niết Bàn, đoạn diệt sinh tử. Trao dồi đức hạnh. Giới hạnh là sự kiềm thúc thân và khẩu. Có những giới luật khác nhau được quy định cho người tại gia và người xuất gia. Tuy nhiên, nói chung thì chúng đều dựa trên cùng một cơ sở, đó là ý định. Khi chúng ta tỉnh thức và điềm tĩnh, chúng ta có chánh tư duy. Thực tập chánh niệm sẽ phát sinh đức hạnh trong sáng và cao thượng. Nếu chúng ta mặc quần áo dơ, thì lẽ tự nhiên thân thể chúng ta cũng bị dơ. Đầu óc của chúng ta cũng sẽ bức rứt và khó chịu. Nhưng nếu chúng ta giữ cho thân thể của mình sạch sẽ, ăn mặc tươm tất, đầu óc của chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Cùng thế ấy, khi chúng ta không gìn giữ đức hạnh, thân và khẩu bị ô nhiễm, chúng ta sẽ cảm thấy phiền não, bức rứt và nặng nề. Chúng ta rời xa lối tu hành đúng đắn và không thể chứng ngộ cốt tủy của Pháp. Những hành động và lời nói trong sáng tùy vào tâm của chúng ta có được huấn luyện tốt hay không, bởi đầu óc điều khiển thân và khẩu. Cho nên chúng ta phải tiếp tục tu hành bằng cách điều phục tâm của mình. Phát triển định lực. Phát triển định lực để làm cho đầu óc vững vàng và kiên định. Điều này mang lại sự bình an trong tâm. Tâm chưa được huấn luyện thường rất hiếu động và khó điều khiển. Nó chạy lăng xăng theo trần cảnh, giống như dòng nước lúc chảy qua bên này, lúc chảy qua bên kia, tìm kiếm những nơi thấp nhất. Các nông gia và kỹ sư nông nghiệp biết cách điều khiển dòng nước để có thể sử dụng nó một cách hữu hiệu cho xã hội và con người. Họ xây đập ngăn sông, tạo ra những bể chứa nước và những con kênh lớn. Tất cả những việc này là chỉ để dẫn nước tới những nơi cần thiết. Nước chứa cũng có thể trở thành nguồn phát điện và ánh sáng. Bằng cách đó, nước không chảy rối loạn hay gây lụt lội tại những vùng đất thấp và bị lãng phí. Cùng thế ấy, tâm được kiềm chế và huấn luyện liên tục sẽ là một công cụ vô cùng hữu ích. Chính Đức Phật có nói, tâm được điều phục sẽ mang đến chân hạnh phúc. Vì thế, hãy điều phục tâm của ngươi cho tốt để đạt được những lợi ích cao nhất. Tương tự như vậy, những thú vật chung quanh chúng ta như voi, ngựa, trâu, bò cần phải được huấn luyện trước khi chúng có thể được dùng để làm việc. Chỉ khi đó, sức mạnh của chúng mới thật sự mang lại lợi ích cho chúng ta. Tâm được huấn luyện sẽ mang đến cho chúng ta nhiều phúc lành hơn một cái tâm chưa được huấn luyện. Đức Phật và các cao độ của Ngài đều có cùng một khởi đầu như chúng ta, với tâm chưa được huấn luyện. Nhưng sau này, họ đã trở thành những bậc thánh, những người mà chúng ta tôn kính và học hỏi rất nhiều từ sự giảng dạy của họ. Tâm được kiềm thúc và huấn luyện có thể giúp cho chúng ta tốt hơn trong mọi lĩnh vực, trong mọi tình huống. Tâm được huấn luyện sẽ giúp cho đời sống của chúng ta quân bình, khiến cho công việc của chúng ta dễ dàng hơn và phát triển khả năng lý luận để kiềm chế hành động của chúng ta. Nhờ thế, chúng ta sẽ ngày càng trở nên hạnh phúc hơn. Sự nhiếp phục tâm có thể được thực hiện qua nhiều cách, với nhiều phương pháp khác nhau. Phương pháp thông thường nhất mà mọi người đều có thể thực hành là sự chánh niệm về hơi thở, tức là phát triển khả năng nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra. Trong tu viện này, chúng ta tập trung sự chú ý của mình vào chóp mũi và phát triển sự ý thức về hơi thở vào và ra với câu thần chú Buddho. Thiền sinh cũng có thể sử dụng một chữ khác, hay chỉ việc nhận biết sự chuyển động ra vào của hơi thở. Điều chỉnh sự tập trung cho phù hợp với mình. Điều chủ yếu là thiền sinh nhận thức hơi thở của mình
trong thời hiện tại, có nghĩa là nhận biết mỗi hơi thở ra và hơi thở vào ngay khi nó vừa xảy ra. Trong khi đi kinh hành, chúng ta cố gắng nhận biết những cảm giác của bàn chân khi chúng chạm vào mặt đất. Để có kết quả, sự hành thiền phải được thực tập liên tục. Nếu có thể được, đừng thiền một chút hôm nay và rồi sau một hai tuần lễ hay một hai tháng mới thiền lại. Tu hành như vậy sẽ không có kết quả tốt. Đức Phật dạy chúng ta tu hành thường xuyên và chuyên cần, có nghĩa là tu hành càng liên tục càng tốt. Để tu tập có hiệu quả, chúng ta phải tìm một nơi yên tĩnh và không bị quấy nhiễu, chẳng hạn như một khu vườn dưới bóng mát của một cái cây trong sân sau nhà của chúng ta, hay bất cứ nơi nào mà chúng ta có thể ngồi yên tĩnh một mình. Nếu chúng ta là tăng ni, chúng ta nên tìm một cái chòi trong rừng hay một hang động. Dùng rừng núi vắng vẻ cũng là một nơi rất thích hợp cho sự tu hành. Trong bất kỳ trường hợp nào hay ở bất cứ nơi nào, chúng ta đều phải cố gắng duy trì chánh niệm về hơi thở một cách liên tục. Nếu sự chú ý của chúng ta đi lạc, hãy kéo nó trở lại với đối tượng của sự tập trung. Cố gắng đặt tất cả những tư tưởng khác vào một bên. Đừng nghĩ đến bất kỳ điều gì, chỉ việc quan sát hơi thở mà thôi. Nếu chúng ta nhận biết một tư tưởng khi nó vừa xuất hiện và cứ kiên trì quay lại với đối tượng thiền hành của mình, thì dần dần đầu óc sẽ trở nên yên lặng. Khi đầu óc đã bình an và tập trung, đừng cột nó vào hơi thở nữa. Bây giờ hãy bắt đầu quan sát thân và tâm như một thực thể được cấu tạo bởi ngũ quẩn sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Hãy xem xét ngũ quẩn này đến và đi. Bạn sẽ nhận thấy rõ rằng chúng vô thường, và sự vô thường này khiến cho chúng không còn giá trị, không còn cần thiết, và rồi chúng đến và đi tùy thích. Không có một bản ngã đang điều hành sự việc, mà chỉ là sự chuyển biến tự nhiên thuận theo nhân quả. Tất cả mọi việc trên thế gian này đều có tính bất an, bất toại nguyện, và không có một tự ngã hay linh hồn vĩnh cửu. Nếu bạn nhìn vạn vật bằng cách này, mọi sự ràng buộc và dính mắc sẽ giảm thiểu dần dần. Đó là bởi vì bạn nhìn thấy bản chất thật của thế gian. Chúng ta gọi đây là sự phát sinh trí huệ. Sự phát sinh trí huệ. Trí huệ là nhìn thấy chân lý về những tiến trình khác nhau của thân và tâm. Khi chúng ta sử dụng cái tâm an định và được huấn luyện của mình để quán chiếu ngũ quẩn, chúng ta sẽ nhận ra rằng cả thân và tâm đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Khi nhìn thấy mọi việc với trí huệ, chúng ta không còn dính mắc hay bám víu nữa. Bất cứ những gì đến với chúng ta chấp nhận chúng một cách tỉnh thức. Chúng ta không buồn phiền và đau khổ, bởi vì chúng ta nhận thấy rõ bản chất vô thường của vạn vật. Khi chúng ta bình hoàng hay đau đớn, chúng ta vẫn bình thản vì tâm đã được huấn luyện tốt. Tâm như thế sẽ là nơi nương náu thật sự của chúng ta. Sự hiểu biết này chính là trí huệ. Trí huệ hiểu biết thực chất của sự việc khi chúng phát sinh. Trí huệ phát sinh từ chánh niệm và thiền định. Thiền định đặt nền tảng trên giới luật. Cả ba điều này, giới, định, huệ, tương quan mật thiết, đến độ hành giả không thể chỉ tập trung vào một khía cạnh để được giải thoát. Tiến trình tu hành xảy ra như thế này. Trước hết, chúng ta tập cho đầu óc chú ý vào hơi thở. Đây là sự phát sinh đức hạnh. Khi sự chánh niệm về hơi thở được thực hành cho đến khi tâm tĩnh lặng, thì định lực phát sinh. Rồi từ sự quán xét mà chúng ta nhận thấy rằng hơi thở là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Sự xả bỏ sẽ theo sau đó, và đây là sự phát sinh của trí huệ. Cho nên thực tập chánh niệm về hơi thở có thể được xem là nền tảng cho sự phát triển giới, định, huệ. Ba pháp tu này phụ thuộc chặt chẽ với nhau như thế đó. Khi cả ba pháp giới, định, huệ đều được phát triển, chúng ta gọi sự tu hành này là bát chánh đạo, là con đường duy nhất để thoát khổ. Bát chánh đạo là pháp môn vô thượng, bởi vì nếu được thực hành đúng đắn, nó sẽ dẫn đến niết bàn, đến sự bình an rốt ráo. Lợi ích của sự tu hành. Khi chúng ta hành thiền như cách trên, thành quả của sự tu hành sẽ có ba giai đoạn như sau. Thứ nhất, đối với những hành giả mà sự phát tâm bắt nguồn từ đức tin, thì sự tin tưởng của họ vào Phật Pháp Tăng sẽ tăng trưởng dần dần. Đức tin này sẽ củng cố sự tu hành của họ.
họ cũng sẽ hiểu biết về tính chất nhân quả của mọi việc, rằng hành động thiện lành mang lại kết quả thiện lành, và mọi hành động bất thiện sẽ mang lại hậu quả bất thiện. Những người này sẽ đạt được sự bình an và hạnh phúc lớn lao. Thứ hai, những người đã đạt các thành quả của bậc Thanh Văn, Tư Đà Hàm hay A Na Hàm, phát triển đức tin không thể lay chuyển vào ba ngôi Phật Pháp Tăng, họ rất an lạc và đều hướng đến mục tiêu là cảnh giới Niết Bàn. Thứ ba, những người đã đạt đến đẳng cấp của A La Hán hay những chúng sinh hoàn mỹ đã đoạn diệt tất cả phiền não, họ là những vị Phật đã giải thoát rốt ráo và hoàn tất hành trình tâm linh. Chúng ta thật may mắn là đã được sinh làm người và được nghe chánh pháp. Đây là một cơ hội mà cả triệu triệu chúng sinh khác không có được. Cho nên đừng xem thường nó, hãy nhanh chóng phát triển sự toàn thiện và đi theo con đường tu hành đúng đắn để đạt đến những đẳng cấp cao nhất. Đừng lãng phí thời gian, đừng sống một cuộc đời không có mục đích. Hãy cố đạt cho được sự chứng ngộ chân lý ngay trong ngày hôm nay, nếu có thể được.